hôm nay ngày Noel nè, chở mấy đứa nhỏ đi đi nhà thờ chơi. Gần nhà có cái đạo Tin Lành ở Thông Tây nè. Đó, đẹp không mấy? Đẹp không? Đẹp quá à. Đó, đó đây là Thông Tây, Tin Lành Thông Tây gần nhà mình luôn. Thôi giờ mình xuống chợ Thông Tây ha. Ha. Rồi. Đi. Rồi bây giờ vừa mới xuống tới nhà thờ Thông Tây nè. Nghe đông ghê cả nhà. Ở nhà thờ Thông Tây Noel nào mình cũng đi, lúc nào cũng đông. Nghẹt luôn. Bên trong kia không có đường đi luôn. Mấy là mối vậy? Mấy là mua đồ chơi hả? Rồi đi ra mua cho nó đi. Hỏi nó muốn rồi, mấy mua cái nào? Cái này nha. Nè lấy đây cầm đi. Rồi đó. Rồi, tiền em. Tiền em. Tháo cho con hả? Tháo cho em đi. Tháo cho em đi. Có cá nè, cá bự nè. Vịnh em đi, vịnh em, cái gì em té đó. Đó, cá bự kìa. Ẵm em lên đi Long, ẵm em lên cho em coi luôn.